Lùi lại, lùi lại. Quay phim mà để quay ngang này, quay dọc nó không có giá trị đâu. Đó. Mình đưa lên Facebook hoặc đưa lên YouTube thì nó nằm ngang, nó mới nhìn được cái hình trên hình vi tính. Dọc nó nhìn nó lệch lại được mà. Cái vi tính làm sao lệch? À thế à? Thấy chưa? Lần lại. Nó có nóng nó đứng nữa. Ôi giời, mà cái này thì dọc nó đẹp. Đào chiều rồi hả? Ừ, ông cứ chạy vào nó đào chiều đấy. Đào chiều nữa.